Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hot. Nội dung hôm nay, Trump bất ngờ lệnh áp thuế toàn bộ 500 tỷ hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh quan chức Mỹ khẩn trương áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc. Vài giờ sau khi tăng thuế 25% với 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, đại diện thương mại Mỹ Robert Lee Kizer cuối ngày 10 tháng 5 chính thức tuyên bố với báo giới, Tổng thống đã chỉ thị cho chúng tôi bắt đầu quá trình tăng thuế đối với tất cả hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc, sau khi vòng đàm phán thứ 11 nhằm tìm lối ra cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kết thúc thất bại. Mỹ mỗi năm nhập khẩu hơn 500 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Hôm 10 tháng 5, Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa của ông Trump hôm đầu tuần khi chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Với quyết định mới nhất, Mỹ sẽ sớm tăng thuế với hơn 300 tỷ USD hàng còn lại. Ông Lee Kizer nói giới chức Mỹ sẽ công bố chi tiết kế hoạch đánh thuế này trên trang chủ của cơ quan đại diện thương mại Mỹ trong 2-3 ngày nữa. Quyết định trên được đưa ra vài giờ sau khi đoàn đàm phán Trung Quốc do Phó Thủ tướng nước này Lưu Hạc dẫn đầu trở về Bắc Kinh sau 2 ngày đàm phán ở Washington mà không đạt kết quả nào. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không vội vàng trong việc tìm kiếm một thỏa thuận với Trung Quốc. Trung Quốc hiện chưa phản ứng với động thái mới nhất của Mỹ. Mỹ-Trung thỏa thuận thương mại sụp đổ đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu bốc hơi gần 2.000 tỷ USD. Đây là đợt sụt giảm nghiêm trọng nhất từ sau mùa Giáng sinh năm ngoái. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới Movi. Nhớ like và share để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong Movi kế tiếp.